Chào các bạn, quay trở lại với kênh ẩm thực truyền thống. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món bánh mì hoa cúc các bạn nhé. Làm sao để chúng ta làm được cái món bánh mì hoa cúc nó ngon, thơm, nhẹ, xốp và nó bung được cái phần bím này và không cần ủ lạnh. Thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món bánh mì hoa cúc các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 170g bột mì đa dụng, 60g bơ. Bơ này thì các bạn sẽ để trong tủ đá nhé. Ở đây mình đã để tủ đá này, nó rất là lạnh như thế này. 40g sữa tươi, 35g đường, 5g men, 2g nước hoa cam và 2g muối hoặc là 1g muối nếu như không muốn ăn vị nó vừa vặn. Ở đây thì đây là cái nước hoa cam này. Các bạn có thể mua cả chai to hoặc là chai 100ml, người ta có chiết nhỏ ấy, và một quả trứng gà đã được để rất là lạnh. Bây giờ thì các bạn sẽ cho tất cả các nguyên liệu này vào thố trộn nhá, trừ bơ. Bơ thì sau khi các bạn đánh bột được 10 phút thì các bạn mới cho vào. Bây giờ thì mình sẽ cất cái phần bơ này để tủ lạnh, tủ đông các bạn nhé. Trứng gà này cũng là trứng gà để lạnh nhé. Sữa các bạn cũng để lạnh cho mình. Với công thức này thì mình làm công thức không ủ lạnh. Muối này, men, nước hoa cam và đường. Các bạn cho vào máy như thế này, các bạn nhồi bột cho mình 10 phút. Sau đó chúng ta mới cho phần bơ vào. Sau khi mà các bạn đã nhồi bột được 10 phút rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho bơ nhé. Nếu như mà các bạn nhồi tay ấy, thì các bạn chỉ cần nhồi đến khi mà bột đều là được. Sau đó thì các bạn để nghỉ mấy phút. Bây giờ từ lúc mà các bạn cho bơ vào ấy thì các bạn sẽ nhồi bột cho mình 15 phút nhé. Từ lúc mà các bạn cho bơ vào thì các bạn sẽ nhồi tiếp cho mình thêm nãy là 10 phút, là các bạn sẽ thêm khoảng tầm 15 phút nữa đến 20 phút các bạn nhé. Tùy vào cái máy nhồi, khi nào mà các bạn kéo màng được như thế này thì là bột đã đạt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho bột ra cái thảm. Các bạn khi mà các bạn cho ra như vậy, các bạn kéo, sau đó các bạn gấp nó lại khoảng tầm 5-6 cái để cho nó có cái thớ bánh ấy. Sau đó các bạn sẽ để cho cái phần bột này nghỉ 10 phút cho mình nhé. Phủ khăn lên để cho nó không bị khô. Đây các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã ủ đến cái khi mà cái phần bánh mì hoa cúc nó nở đến 2/3 khuôn như thế này. Đây. Cách dễ nhất là khi nó nổi lên trên cục bột này, nó nổi lên trên mặt nước như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, nó nổi hẳn lên trên như thế này thì các bạn sẽ đem đi hấp nhé. Và đây thì mình có ghi lại thời gian, thì thời gian ủ là 2 giờ đồng hồ các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn để đem đi nướng ấy, thì bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị lò trước cho mình nhé. Nhiệt độ là 155 độ. Chúng ta sẽ nướng trong khoảng thời gian là 30 phút. Các bạn sẽ phết lòng đỏ trứng lên trên cái phần mặt bánh như thế này, hoặc là các bạn xịt nước cũng được. Muốn màu bánh được đẹp hơn thì mình phết lòng đỏ trứng. Đấy, để chúng ta rắc cái phần hạnh nhân lên. Các bạn test càng lỏng tay ấy, thì nó sẽ càng
khi mà nó nở ra nó sẽ càng đẹp. Cái bím nó đẹp, bím tóc nó đẹp. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần hạnh nhân thái lát lên trên, rắc lên trên này. Đấy. Thêm một chút xíu vừng nhé, vừng trắng. Bây giờ thì mình sẽ đem nướng thôi. Nướng ở nhiệt độ 155 độ trong khoảng thời gian là 30 phút các bạn nhé. Các bạn nướng được 10 phút thì các bạn sẽ che mặt bánh cho mình để cho nó không bị cháy. Đây các bạn ơi, đây là cái phần bánh sau khi mà nướng xong thì các bạn sẽ nhìn thấy nó bung bím được ra như thế này, như là những cái bím tóc ấy. Các bạn dùng những cái giấy. Wow, thơm lắm các bạn. Và bánh nó mềm, nhẹ, rất là xốp đó. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ làm thành công được cái món bánh mì hoa cúc này các bạn nhé.